Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với Bika Hà Nội, Vương quốc gầm cao. Anh chị em thân mến, thì hiện tại chúng tôi mới về thêm cho quý anh chị các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe 7 chỗ gầm cao, thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi Outlander. Một cái mẫu xe được đánh giá rất là cao người tiêu dùng Nhật Bản và rất nhiều những người tiêu dùng ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó thì cái mẫu xe Mitsubishi Outlander này thì là một trong những cái mẫu xe nó rất là hữu dụng, bởi vì cái kiểu dáng thì đẹp mắt, sang trọng hơn nhiều so với Innova, giá thì lại mềm hơn so với lại những cái dòng xe thuộc những cái mẫu xe SUV. Và bên cạnh đó thì cái mẫu xe này thì nó có một cái điểm rất là ăn khách, đó là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ tuyệt vời, bởi vì đây là dòng xe Nhật Bản tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, sang trọng, nhìn đẹp mắt và giá lại hợp lý. Nó không chợ giống như xe chợ là Innova. Đấy, nhưng mà cái dòng xe này phải nói rằng là 7 chỗ. Đấy, cái mâm xe nó cũng tạo ra những rất nhiều những điểm khác biệt các bạn nhé. Sản xuất năm 2018 các bạn ạ. Sản xuất 2018, công nghệ phải nói rằng là dòng xe Mitsubishi Outlander này thì nó phải nói rất là đẹp. Bởi sao? Bởi vì công nghệ, trang bị công nghệ đèn chiếu bóng dạng projector. Dạng chiếu bóng hết các bạn nhá. Dạng chiếu bóng dạng projector, hai cái bóng đèn cốt các bạn. Đây các bạn nhìn này. Xe được trang bị cái cửa sổ trời các bạn nhá. Cửa sổ trời. Đấy. Đây là phiên bản 2.0 Premium các bạn nhé. Premium là 2.0 cao cấp. Còn nó có một cái phiên bản nữa là 2.0 CVT, hay còn gọi là 2.0 tiêu chuẩn. Thì cái phiên bản đấy rẻ hơn rất là nhiều. Xe này thì phải nói rằng là ở cái giá niêm yết ban đầu và đăng ký vào nó cũng phải hơn 1 tỷ các bạn nhé. Tuy nhiên thời điểm này thì chúng tôi đang chào bán với mức giá nó khá là hợp lý. Khá hợp lý các bạn nhé. Khá hợp lý. Đây các bạn nhìn này. Khá là mềm. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến khá nhiều cái yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay chưa, tháo cỏ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị bạn hay không ấy mọi nhá. Đấy, hàng tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần thì chúng tôi có những buổi live stream để chia sẻ những cái kiến thức và kinh nghiệm mua những cái mẫu xe đã qua sử dụng các bác nhá. Đấy, và cũng chia sẻ với quý anh chị các bạn thì và chúng tôi cũng sẽ giới thiệu rất nhiều những cái mẫu xe, bởi vì hiện tại Bika Hà Nội Vương quốc gầm cao có khoảng tầm hơn 100 những cái mẫu xe gầm cao có thể phục vụ quý anh chị các bạn. Nếu bác nào mà thích gầm cao thì chắc chắn là nên một lần ghé qua siêu thị ô tô Bika Hà Nội Vương quốc gầm cao để có thể trải nghiệm những cái mẫu xe gầm cao lái thử xe nhá. Không nhất thiết các bác phải mua xe các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, cái bản là Premium này thì đã được trang bị ghế điện các bác nhá. Đấy, trang bị ghế điện này. Và bên cạnh đó thì xe mới đi được 5.6 thôi. Đây các bác nhìn này. Đầu DVD, camera lùi, hệ thống điều hòa tự động, để nổ engine start up là một trong những công nghệ, rất là nhiều công nghệ của nó nhá. Rồi có lẫy chuyển số trên vô lăng các bác nhìn này. Lẫy chuyển số trên vô lăng, hộp số tự động vô cấp các bác nhá. Đấy, lẫy chuyển số trên vô lăng, cân bằng điện tử đã được trang bị rồi. Và đặc biệt hơn nữa là cái cửa sổ trời đã được trang bị cái phiên bản cao cấp này các bạn nhá. Xe này thì em đang chào bán là 755 triệu. Giá thì có thể thương lượng được. Và nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì hãy ấn like, subscribe kênh, chúng em sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phần quà trị giá từ 15 đến 20 triệu đồng vào ngay trong tài khoản. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bác tại số 26 đường Cầu Diễn các bác nhé.